xe máy bắt đầu nó mới đến luôn cô. Anh đang bảo cơ khổ đấy. Lại bước. Cô là lại bước. Đi vu vu mà. Đấy, dân chơi xong chốt giờ bắt vào mặc cái khứa này. Đây thôi thì bán đây à? Phạt mấy triệu đơn giản thế nhỉ? Bán áo bao đậu. Anh em qua thông chốt vào bọn em cắt tóc luôn nhá. Đồng 5 xe để quá nổi. Thôi à. Vừa gặp mấy anh thanh niên nhỉ, thông chốt kinh nhá mày ạ. Quy vu vu cả. Cuối tuần liên hoan công ty nhiều. Anh em đi đường cẩn thận nhá. Ở trên ngã ba chợ hai anh biển đỏ, hai anh ấy chặn đầu chặn đuôi hết rồi. Cái điện này đấy. Ông lại vừa thông chốt rồi. Đấy. Điện đâu mà bật? Điện đâu mà bật? Ông lại vừa đi con quay chạy đây à? Đấy à? Về vậy. Về cái nhà đấy, đi qua đi bà luôn. Giờ đi xe điện này, vừa thông rồi xe đạp điện. Xe này mỏi thằng này mỏi. Vừa thông xe máy xong sao lại đi xe điện à? Hướng về. Vừa thông chốt rồi giờ lại quay ra xe đạp điện à? Chiều à? Không chốt mà áo giờ cưới xe ra kiểu xe rượu rồi ấy hả? Vừa đi xe máy rú rú bây giờ kìa. Xe đạp điện cả chân lên mỏi nhỉ? Tài đất đấy, tài dị vết nhỉ? Tài mỏi hết. Về, cái tập kia về. Xe rượu cũng bị nhỉ? Xe điện. Tí nữa quanh dân lên xe đạp rồi. Ở Đông Nam anh ạ, gần quán em, đối diện quán em luôn, cửa quán em. Không phải yên đôi giờ mày vắng hơn rồi, vừa đây thông chốt bị nhiều người cái gì ấy, cái nạt.
Đúng rồi chị, thổi nồng độ cồn chị ạ. Bây giờ thổi ô tô. Cái viên này là hỏng rồi. Hai. Đông như hội, công an sắp cỗ rồi, anh em lên cỗ thôi. Đâu vào quán ăn lẩu rồi. Bắt đầu rồi. Em mày ăn bún. Vừa anh Việt xem trong chốt, hai thằng trong chốt rồi buồn cười. Cân ba vào con lẩu chó kia. Đi cẩn thận. Làm đây, bán tôi đây. Ôi làm ơi chơi. Giờ làm đây à? Rượu chưa đây? Rượu chưa đây? Thế đẹp rồi. Thế đẹp rồi. Không ngắt quang. Chờ toàn nhân viên. Đấy. Ê ông trong kia ông. Bên kia chở nhân viên à? Đâu rồi? Con chồng này kéo ra. Thế không thổi được à? Không có ra đâu mà. Ông nào? Chở ba nhân viên. Ừ. Cứ không trong nhà không thổi đâu, phải ra cửa giữ thổi ngay. Ui. Ui. Đi một tí đầu. Ôi tầm này bán rồi, hết rồi. Đông nhỉ. Ôi bắt hết rồi. Tít tít. Cặp tư là nào ở đây diễn trưởng. Tít nọt. Tít nọt à? Tít nọt. Cô kêu hay nhỉ? Kìa chặn đầu nhắn, chặn đầu nhắn nít nhỉ? Quay đầu. Mẹ gì? Quay đầu. Ui giời ơi. Về nó năm mỏi về chợ à. Bắt nhiều lắm em ạ. Bắt đầy này, Ethiopia đầy này. Công an sắp cỗ rồi, anh em nên ngồi bán cỗ thôi. Đi đi đi.
vắng hết rồi, giờ hết hết rồi. Anh chú bên quán cơ, giờ đang cửa cửa quán ta mà. Giờ đi cậu mút rồi, mỏi lắm rồi ạ. Ôi vãn rồi, tắt đi. Em tắt này như cả nhà ư. Bữa em thông chốt vui vui tí.